áo đen, đeo kính và trên tay mình đây đang là Born to Stand Out. Yeah. Và chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống giải mã hiện tượng Born to Stand Out đang cực kỳ nổi và làm mưa làm gió ở trên thị trường Việt Nam. Đặc biệt đó là một cái mùi hương ở phần thứ hai video này mình sẽ nói, đó chính là Dirty Ride. Và bắt đầu thôi. Như đặc sản của kênh Kiên Fragrance đó là không chỉ đơn giản là chia sẻ về mỗi mùi hương, thế thì quá là đơn điệu. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để tôi tìm hiểu về thương hiệu Born to Stand Out. Và đây là một cái thương hiệu có lẽ là sẽ có khá là nhiều điều để chúng ta có thể truyền tải và các bạn có thể hiểu được hơn khi quyết định mua sản phẩm của thương hiệu Born to Stand Out này. Born to Stand Out đến từ Hàn Quốc. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Đến từ Hàn Quốc, một đất nước từ châu Á. Và có lẽ rằng khi mà nhắc tới nước hoa, chúng ta vẫn có một cái gì đó nghiêng về những cái thương hiệu châu Âu. Thí dụ như kiểu nước Pháp này, cái nôi của văn hóa về nước hoa. Có thể là Anh, có thể là Mỹ. Đặc biệt là với những người Việt, với khí hậu nắng nóng thì chúng ta cực kỳ thích những thương hiệu đến từ Ý, Italia, Tây Ban Nha, đúng không? Còn nói về một thương hiệu Hàn Quốc, có lẽ các bạn sẽ có một phần gì đó khá lấn cấn. Và đây cũng là một cái điều rất đặc biệt khi mà Born to Stand Out là một nhà nước hoa nít đầu tiên đến từ Hàn Quốc. Và cái phương châm của thương hiệu này đó chính là đi ngược lại những tiêu chuẩn. Vâng, đi ngược lại những tiêu chuẩn. Và đi ngược như thế nào thì mình sẽ nói ngay sau đây. Cái đầu tiên mà Born to Stand Out đi ngược lại với các tiêu chuẩn đó chính là việc năm ra mắt. Thời điểm mà Born to Stand Out ra mắt là năm 2022. Và chúng ta liên hệ rộng ra thì đây là một năm hậu Covid. Và nếu như những bạn nào có xu hướng là thường xuyên mua nước hoa vào cái thời điểm trong và hậu Covid thì các bạn có thể thấy được xu hướng sử dụng nước hoa trên thế giới nó có hướng là phục vụ cái nhu cầu của cá nhân người dùng nhiều hơn so với thời kỳ trước đó. Nhiều người thì trước Covid họ dùng những cái mùi có độ bám tỏa cực kỳ tốt để vừa lòng đám đông, để gây ấn tượng. Nhưng sau Covid thì cái xu hướng dùng nước hoa, thói quen dùng nước hoa nó đã hoàn toàn thay đổi. Và những cái mùi hương an toàn như kiểu vanilla, những cái tông mùi xạ có xu hướng bám tỏa vừa phải, hoặc là những tông mùi green, xanh để tạo một cái cảm giác refresh cho bản thân, nó được đề cao rất nhiều. Đặc biệt là trong năm 2023 nó là một năm của vanilla và năm tới thì vẫn sẽ là như vậy. Nhưng đối với Born to Stand Out, họ chọn thời điểm năm 2022 ra mắt ở trên thị trường. Và những sáng tạo đời đầu của họ thì ở trong những cái bộ Discovery Set này, nếu như bạn nào theo dõi thì có rất nhiều sáng tạo có phần thể hiện cá tính khá mạnh mẽ. Và một vài mùi hương, thí dụ như kiểu Unholy Wood, thí dụ như kiểu Mert, hay là những cái mùi như kiểu Smoking Gun mà mình đang có ở đây, thì mình nghĩ rằng là cái việc mà nó ra mắt vào năm 2022 hay kể cả là năm 2023, cái vấn đề về kinh tế nữa, thì phải nói rằng họ cực kỳ tự tin về những sáng tạo của họ. Thì đây là cái đi ngược với xu thế đầu tiên, những cái tiêu chuẩn. Cái thứ hai đó là về phần thị giác, về phần nhìn, đó chính là hộp và chai của chai nước hoa. Ai các bạn nhìn nữa nhá. Đây mình sẽ cho vào đây các bạn cảm, các bạn nhìn. Các bạn thấy cái sự đối lập giữa chai nước hoa và hộp nước hoa. Nếu như ở hộp nó sẽ là màu đỏ trên tông màu chữ trắng, còn chai nước hoa thì lại là cái chữ màu đỏ trên tông màu trắng. Nó đã có một cái sự đối nghịch ở trong cái việc thiết kế giữa vỏ hộp và vỏ chai. Cái thứ hai đó chính là về chất liệu cũng như là sử dụng về phần màu sắc ở trên chai nước hoa này. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây mình sẽ zoom vào cái cam này cho các bạn nhìn. Đó là cái thiết kế của cái chai này, nhìn ngoài cái vấn đề là trông khá là bắt mắt ra thì nó có một cái đó chính là về cái phần sứ. Đó, sứ trắng và sờ nó có cảm giác khá là trơn, cảm giác rất là cao cấp. Ngoài ra thì cái tông màu chữ màu đỏ của tên chai nước hoa nhá, nó cũng là một cái tông màu cực kỳ thu hút
cực kỳ nổi ở trên cái nền trắng xứ này. Thì đây cũng là một cái sự đối nghịch, một cái sự tương phản. Và nếu như nhìn cái hình này, tôi nghĩ ngay tới những cái biển cấm ở những cái vùng mà cấm đi ngược chiều, cấm ô tô, xe máy. Đây là hai cái màu rất là đặc trưng. Và hai cái màu này nó tạo cho chúng ta có một cái gì đó kiểu càng cấm thì ông kiểu càng thích khám phá. Đấy là đa phần những đứa trẻ con nó thích như vậy. Hoặc là những người có cái trí tò mò, thích khám phá nhiều thì cái gì càng cấm càng thích. Thì đây là một trong những cái chả cần phải thể hiện quá nhiều, nhìn thôi là các bạn thấy rất bắt mắt đúng không? Đặc biệt là tôi có một câu chuyện là tôi đã ngó Born to Stand Out từ năm 2000, cuối năm 2022, đầu năm 2023. Nhưng mà khi mà tôi nhìn, tôi đã thấy rằng uầy, tôi không nghĩ đây là một thương hiệu đến từ Hàn đâu. Đó. Và bây giờ thì tôi được tận tay cầm và thương hiệu này cũng đã có phân phối Việt Nam. Đấy là cái sự bất ngờ thứ hai. Sự bất ngờ thứ ba đó chính là về văn hóa của đất nước mà Born to Stand Out ra đời. Theo như một vài bài phỏng vấn của Jun Lin là người sáng lập ra thương hiệu Born to Stand Out, thì các bạn có thể thấy rằng anh ta chia sẻ về cái thói quen sử dụng, văn hóa sử dụng nước hoa của Hàn Quốc nó có phần rất ngược so với Việt Nam nhé. Mình không nói là thế giới, thì ở đây người ta sẽ có xu hướng là lựa chọn những cái tông mùi có một cái độ tỏa rất là nhẹ với những tông mùi ngọt vừa phải. Thậm chí rằng là họ hướng tới những cái tông mùi xạ, sạch sẽ, soapy, dễ dùng, không gây khó chịu cho những người xung quanh. Họ dùng chỉ đơn giản là vì họ thích và họ không muốn ảnh hưởng tới ai bởi chính mùi hương của họ. Và cái điều này nó cũng cho các bạn thấy rằng là văn hóa của Hàn Quốc ấy, nó có phần đi theo những cái tiêu chuẩn đã hình thành từ rất lâu. Và nếu như ai đi ngược ra khỏi cái ranh giới đó thì họ sẽ bị ruồng bỏ, thậm chí rằng là còn bị lên án rất nhiều. Cái điều này cũng được Jun Lin chia sẻ khi mà anh ta sáng lập ra thương hiệu Born to Stand Out, đặc biệt là với cái vấn đề về sử dụng những cái từ ngữ nó có phần liên quan đến cái sự nhạy cảm, có phần hơi tình dục một tí, sách động. Và khi mà thương hiệu này ra mắt thì cũng nhận được rất là nhiều ý kiến, và đương nhiên có khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng bên cạnh đó họ đã xây dựng cho mình được một tệp fan cực kỳ là trung thành và đồng hành cùng họ thưởng thức những sáng tạo của họ đến tận bây giờ. Thì cái này không hiểu các bạn nghĩ sao về cái việc khai thác nội dung như thế này. Chia sẻ thêm về cái này, tôi tìm hiểu qua, tôi có một vài người bạn ở Nhật ấy và ở Hàn, thì ở bên đấy họ rất chuộng những cái thương hiệu như kiểu Diptyque, như kiểu Jo Malone, như kiểu Baedo hay là nhà Nicolai, với những nhà có hiệu năng mà ở Việt Nam thì chê là kém, nhưng ở bên đó thì cực kỳ hot luôn, hot lắm, đặc biệt là thương hiệu kiểu Loewe những thứ nữa, thì tôi thấy rằng là đó là những cái thương hiệu mà cực kỳ hot ở bên đó. Và cảm giác kiểu nếu mà mình có một cái tiềm lực tài chính tốt, mình có một cái khả năng nhìn nhận thị trường, thì mình cũng rất muốn làm một cái thương hiệu để có thể có chỗ đứng ngang bằng, phục vụ những người dân có nhu cầu như vậy, đúng không? Ở Việt Nam thì cũng đã có những cái perfumer như thế rồi. Cái thứ tư ở đây đó chính là cái việc mà các bạn đọc những cái tên sáng tạo của Born to Stand Out. Các bạn sẽ thấy nó có gì đó khá là khơi gợi, gây trí tò mò, thậm chí rằng là có cái nét rất là trực diện. Thậm chí là nhiều người đọc những cái tên xong thì họ có thể hình dung ra những hình ảnh hay là một cái quãng kỷ niệm mà họ đã từng trải qua. Và thực sự là nó rất là kích thích, đúng không? Và khi mà bạn nào đã thử qua những cái mùi hương của Born to Stand Out thì các bạn sẽ thấy rằng là có một vài cái cảm nhận, đó là mùi hương nó có phần hơi ngược, nó không đúng lắm so với những cái tên của những chai nước hoa này. Thực ra nếu như các bạn tinh ý và các bạn đọc những cái bài viết của Born to Stand Out thì các bạn sẽ thấy một điều rằng những tên chai nước hoa của Born to Stand Out ấy, nó luôn luôn có hai vế. Cái vế đầu họ để thu hút, họ để làm truyền thông, thể hiện cái sự cá tính của thương hiệu. Cái vế thứ hai mới chính là những cái mà các bạn có thể cảm nhận được về phần mùi hương. Thí dụ như kiểu con Dusty Rye thì các bạn sẽ nghĩ dịch cơ bản là gạo bẩn. Các bạn sẽ nghĩ rằng đấy là một cái mùi rất là khó ngửi, và tôi rất là tò mò, tôi không hiểu là gạo bẩn thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Và khi các bạn thử thì các bạn thấy rằng ồ, đó lại là một cái mùi hoàn toàn ngược lại. Đó, thực ra cái chữ dusty nó là cái nghĩa bóng
cái mùi hương nó làm theo nghĩa bóng chứ không phải hoàn toàn nghĩa đen. Cái này tôi cũng trong quá trình làm việc với hãng thì tôi mới biết được là đây là như vậy. Chứ nói thật là tôi cũng kiểu lúc đầu tôi đọc cái tên xong rồi tôi kiểu tôi định đưa ra một cái ý kiến khác thôi. Nhưng mà sau khi được chia sẻ như vậy thì tôi mới vỡ lẽ ra. Thế nên là tôi cũng muốn các bạn biết những điều đó như tôi để tránh bị quên. Và đặc biệt nếu như bạn nghe tên mà bạn bị sợ rằng là mua phải những mùi hương này nó có phần khó dùng thì không, yên tâm đi các bạn ạ. Nó rất dễ dùng, rất nịnh mũi và cực kỳ có chiều sâu. Và có chiều sâu vì sao á? Tại vì những người làm mùi hương, những sáng tạo của Born to Stand Out đều là những perfumer cực kỳ nổi tiếng. Đó có thể kể ra như là Olivia Creep, một perfumer cực kỳ danh giá với cái biệt danh gọi là Master Perfumer. Ông đã có cực kỳ nhiều sáng tạo, mình sẽ để một vài cái hình của perfumer này ở đây, cũng như là những cái sáng tạo của ông. Bên cạnh đó thì có Natalie Lunson, bà cũng là một perfumer mà có những sáng tạo như là Uncle Noir, như là Black Opium và vô vàn những mùi hương của những thương hiệu nổi tiếng khác, và đang làm việc cho những công ty hương liệu cực kỳ là nổi tiếng ở trên thế giới. Nhưng nếu như thế thì lại không có sự đối ngược. Mà ở đây bên cạnh những perfumer kỳ cựu như vậy, những master perfumer, thì Born to Stand Out còn trân trọng những sáng tạo đề cao cái tính tuổi trẻ. Và có nhiều perfumer các bạn sẽ thấy tên lần đầu và các bạn tìm thì có một vài sáng tạo thôi. Nhưng mà khi mà mình được thử qua cái bộ này, mình còn bất ngờ hơn. Nhiều người trẻ làm mùi đỉnh, tại vì cái gì nó cũng sẽ đến thời thôi. Khi mà che già thì đương nhiên măng phải mọc. Biết đâu những perfumer làm mùi cho Born to Stand Out sau này họ lại trở thành những master perfumer thì sao? Biết đâu cái video này sau tầm 10-15 năm nữa, những perfumer đó lại có hàng chục sáng tạo khác mà để lại trở thành quốc dân ở trên thị trường, đúng không? Rồi, truyền tải thông tin sàm xí về thương hiệu đủ rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã hiện tượng cực kỳ hot, đó chính là Dirty Rye. Thực ra thì tôi không có mùi Dirty Rye ở đây, mà tôi chỉ có cái set vial thôi. Thường thường các bạn sẽ thấy tôi review cả chai nước hoa full, nhưng mà tôi đã lấy mùi hương này để tôi làm review, đó là Marizane. Nhưng Marizane thì có lẽ sẽ để một dịp khác, hoặc là ở bên một nền tảng khác. Nhưng mà về Dirty Rye thì tôi đã thử hết cả cái vial của họ rồi, và đây có thể ngồi tự tin chia sẻ với các bạn về cảm nhận về em nó. Đầu tiên đó chính là về phần mùi hương. Chúng ta sẽ có một cái thắc mắc ở đây, đó chính là gạo ở trong con này như thế nào hả anh Thiên? Em thích mùi gạo lắm, em cũng đang tìm mùi gạo mà em chưa tìm được mùi gạo ra hồn. Vậy thì Dirty Rye của Born to Stand Out họ có thể đáp ứng cái nhu cầu tìm một mùi hương về gạo cho em không? Câu trả lời rằng không. Không ở đây không có nghĩa rằng không lên gạo, mà là các bạn sẽ thấy cái mùi hương gạo ấy, nó sẽ thể hiện ở khá là nhiều những sắc thái khác nhau. Đặc biệt một cái ví dụ đó chính là các bạn chỉ cần mua một cái bịch gạo ST25 khi mà các bạn vừa mới cắt ra, các bạn ngửi thấy mùi gạo rất rõ rệt. Nhưng nếu như các bạn đổ vào thùng, các bạn chỉ cần đậy một cái nắp lại thôi, một thời gian sau khi các bạn mở ra mở vào nhiều để nấu cơm thì chắc chắn gạo nó cũng, mùi hương đấy nó cũng không còn như ban đầu. Cái thứ hai đó chính là khi mà gạo chúng ta nấu thành cơm thì chúng ta cũng sẽ có một cái mùi khác rõ vị hơn, có khi là ngọt hơn, ngậy hơn so với một cái mùi của những hạt gạo, đúng không? Đó, khi mà thành cơm thì nó cũng sẽ khác. Thế thì ở Dirty Rye thì cái nét gạo ở đây nó được thể hiện theo một cái cách, đó chính là các bạn ngửi thấy một cái vai mùi có phần rất nhẹ nhàng ban đầu, hơi ngậy ngậy bùi bùi xíu xíu thôi, gần như rằng cái nét kiểu gạo theo cái hướng mà các bạn nghĩ là cơm ấy mà các bạn ăn ấy, thì nó sẽ không bao giờ được như vậy. Kể cả nó sẽ giống như kiểu là những cái loại những cái chai sữa gạo ấy, uống nó không quá là rõ vị đâu, và nó sẽ có cái hơi hướng như vậy, và các bạn nhận thấy một cái nét hơi kiểu bột một xíu. Đó là cái nét của gạo nhá. Và cái mùi hương này nó mang tới cho mình cái cảm nhận ngay khi mà tốt nốt vừa xịt ấy, đó chính là nó không hề có cảm giác quá nồng cồn. Đặc biệt là những cái chai nước hoa ở cái phân khúc rẻ thì các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn xịt ra phát, các bạn đưa tay lên hít hà như này, các bạn sẽ cảm thấy mũi các bạn bị tổn thương, các bạn cảm thấy nó kiểu gai mũi, thậm chí là bật ngửa về sau. Nhưng mà với những sáng tạo của Born to Stand Out thì các bạn sẽ không nhận thấy điều đó. Đây là một cái mình khá ấn tượng, tại vì có mấy hôm tôi đưa lên ngửi luôn
theo một cái thói quen rồi, thì tôi cũng không hề có cái cảm giác dội như thế. Và theo những chia sẻ của chủ thương hiệu thì những sáng tạo của Born to Stand Out sử dụng đến 40%, lên tới 40% tinh dầu. Và cái này thì cũng nhờ cái sự mượt mà, cái nhờ những đôi bàn tay, những chiếc mũi của những perfumer kỳ cựu, họ blend rất là mượt nên là các bạn sẽ không có cảm giác bị sốc ngay khi rồi, kể cả những cái mùi như kiểu smoking gun này đấy. Sau đâu đó khoảng tầm 15 cho đến 20 phút khi các bạn vừa mới xịt ra thì cái mùi hương nó tạo một cái cảm giác rất là mềm mại và có phần hơi dẻo dẻo. Lúc này nó giống như kiểu tay mình khi mà mình nhặt những cái hạt cơm nóng hổi mà vừa bị rơi ra, khi các bạn sới nó rơi ra trên bàn ấy, từ các bạn vo vo lại ấy, thì cái mùi hương nó tạo một cái cảm giác rất là chân thật, đúng kiểu vo những cái hạt gạo, chỉ là cái mùi nó không hề kiểu rõ rệt như là cái mùi gạo nấu đôi thành cơm thôi. Đấy là một cái mà tôi cảm nhận là về cái phần độ mượt mà của mùi hương mềm mại. Cái tiếp tới đó chính là về cái độ sáng của mùi hương. Cái này thường nhiều kênh chả nói với các bạn, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là riêng cái vai mùi đàn hương ấy thì người ta sẽ có cái xu hướng là nhiều mùi như kiểu Santo Baba hay là mùi đàn hương của nhà Monte Carlo, Santo Pacific thì phải. Hai con đấy cùng là đàn hương, cùng sử dụng gỗ đàn hương, mix khác nhau một tí nhưng mà vai mùi, cái độ sáng của mùi nó cũng khác nhau. Thì con Dusty Rye sau cái quá trình mà tôi trải nghiệm ấy, thì tôi thấy nó có một cái độ sáng ở mức độ trung bình. Nếu như mang Santo Baba, mang Piano Santo hay là mang những sáng tạo Santo sáng rực rỡ, Santo Côn Linh ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là với những con đó nó có xu hướng cái độ sáng của mùi nó cao hơn, nó một ở một cái mức cao hơn so với Dirty Rye. Dirty Rye nó ở mức trung bình, và so với Santo Pacific của Monte Carlo hay là kiểu Vetiver Santo thì nó lại có phần nhỉnh hơn về độ sáng. Vì thế thì mình xếp con Dirty Rye ở mức độ trung bình. Và đặc biệt có một cái đó chính là con Dirty Rye nó gợi ra tôi những cái hình ảnh ở trên một chiếc bàn gỗ màu nâu đang có một vài hạt cơm, một vài hạt gạo rơi trên đó. Có một cái điểm mà các bạn cần lưu ý, đó chính là Dirty Rye dry down khá là nhanh ở trên da. Có lẽ sau khoảng tầm 45 cho đến 50 phút thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi gỗ của đàn hương lên khá là rõ rệt. Lúc này nó tạo cho cái mùi hương có một cái sự mạnh mẽ, cứng cỏi hơn so với phần top note, không còn cái nét ngậy ngậy bùi bùi nữa. Chủ đạo sẽ là cái nét bột gỗ đàn hương cứng cáp. Và lúc này thì mình thấy mùi hương nó khá là nam tính. Vì thế thì với Dirty Rye, mình nghĩ rằng là cũng không có giới hạn về giới tính, cả nam lẫn nữ đều hoàn toàn có thể mặc được. Và đặc biệt là các bạn có thể mặc được mọi mùa luôn, kể cả vào mùa nóng ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh đầm loanh quanh 35 đến 37 độ, các bạn cũng hoàn toàn mặc được nó, không phải ngo về vấn đề là sợ nó ngốt. Hay là kể cả vào mùa đông thì mình nghĩ rằng là xịt lên một chiếc khăn nó rất ok, tại vì em này nó có một cái hiệu năng rất là đáng để lưu ý nhá. Tại vì nếu như bạn nghe đây các bạn mà thế đâu đi mua thôi, quất thôi, hoặc là các bạn xem một vài cái video review của những YouTuber, những TikToker khác thì các bạn nghe rất là hay đúng không? Nhưng đây là cái lưu ý này, đó là về phần hiệu năng của chai nước hoa này. Hiệu năng của chai nước hoa này nó nói lên rất nhiều điều từ chủ thương hiệu cũng như là cái văn hóa của Hàn Quốc. Tại sao mình nói như vậy? Trên da con này lưu được khoảng tầm trung bình khoảng tầm 6 tiếng, nhưng cái độ tỏa của nó sẽ chỉ mạnh mẽ sau khoảng tầm mạnh mẽ được tầm 15 cho đến 20-25 phút khi các bạn vừa mới xịt ra, và rất nhanh chóng nó xuống thành một mùi skin scent. Có nghĩa rằng là các bạn phải đưa tay lên hít hà như thế này mới có thể ngửi thấy ở một cái nhiệt độ bình thường nhá. Còn nếu mà các bạn hoạt động nhiều hơn thì các bạn sẽ thấy là độ tỏa nó tốt hơn. Còn nếu mà các bạn ở trong một trạng thái bình thường, ít vận động hoặc là kiểu ngồi làm việc hoặc là kiểu cà phê cà pháo thì các bạn sẽ thấy mùi hương nó tỏa rất rất nhẹ. Đây là cái lưu ý, tránh cái việc là kỳ vọng quá nhiều là con này mùi ngon, mùi gạo, pia tốt, mùi sắc thịt, bồi la bồi lô có hiệu năng tốt thì các bạn mua thì các bạn sẽ hối hận. Tại vì chai nước hoa này theo như chia sẻ của Junlim, chủ của thương hiệu như vậy mình có nói ở đầu, đó chính là anh ta rất thích mặc mùi của Dirty Rye vào cái việc hàng ngày khi mà trong cái môi trường Hàn Quốc anh ta sống, và anh ta cũng cảm thấy rất dễ chịu vì nó. Và đặc biệt với mình ý, thì Dirty Rye nó mang tới một cái nền văn hóa của mùi hương của nền văn hóa Đông Á cực kỳ nhiều, cái từ cái việc hình ảnh gạo, cái thứ hai là đến cái việc là
cái văn hóa sử dụng nước hoa của Hàn Quốc nữa. Đó, và mùi hương này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn trẻ Gen Z, chắc chắn là như vậy rồi. Tại vì nếu như các bạn xem cái video mà người ta quảng cáo về cái cửa hàng của Born to Stand Out thì các bạn nhận thấy rằng là họ decor chắc chắn là nó sẽ khó vào mắt của những người đã có tuổi, họ đã hình thành cho mình được những cái tiêu chuẩn riêng. Còn đối với những người trẻ, họ sẽ cởi mở hơn khi được tiếp cận nhiều nền văn hóa. Thì riêng cái phần là cảm hứng này, đặt tên này, cho đến thiết kế và kể cả về cái phần hiệu năng nữa, thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn trẻ Gen Z cực kỳ nhiều. Đặc biệt là bạn nào theo cái style ăn mặc của Hàn Quốc, đó là các bạn ưu tiên những cái chất vải len, chất vải linen có xu hướng mềm mại, ít góc cạnh, bay bổng, thì mình nghĩ rằng đây chắc chắn là một trong lựa chọn mà các bạn không thể nào bỏ qua. Đó, rõ rệt nha, đúng theo style phong cách Hàn Quốc thì các bạn mặc kể cả nam lẫn nữ. Và cái cuối cùng mà mình muốn nói ở cái phần mùi hương của Dirty Rye đó chính là về giá thành của em nó. Chắc chắn đây không phải là một cái giá thành hoàn toàn dễ chịu một xíu nào. Với khoảng tầm 2 triệu thì các bạn có thể dễ dàng xuống tiền mua một chai full đúng không? Nhưng mà với cái giá thành hiện tại đâu đó khoảng tầm từ mình thấy là đổ được bầm trên 4 triệu cho đến 6 triệu tùy vào dung tích size, thì các bạn sẽ khá là cân nhắc nếu như các bạn không có một cái tài chính dư giả hoặc các bạn muốn bỏ quá nhiều tiền. Mặc dù là thương hiệu này họ cũng có những cái bộ như thế này để cho các bạn trải nghiệm về mùi hương 20ml, còn họ có những cái size 50ml như này. Không thì các bạn có thể hoàn toàn mua cái việc là mua chiết ở những cái nơi bán lẻ, thì mình nghĩ là sẽ có một cái trải nghiệm ok hơn. Và về phần giá thành thì tôi nghĩ rằng là cái thu nhập của người Việt Nam và người Hàn Quốc nó cũng là một trong những rào cản. Nhưng mà nếu mà tìm được một cái mùi hương thú vị thì mình vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua một chai 50ml. Nhìn nó đẹp như này mà. Và đúng ra thì video sẽ kết thúc ở đây, nhưng mà tôi tin rằng nhiều ông hỏi: anh ơi, anh thử những mùi khác của Born to Stand Out chưa? Thí dụ như là Neroli, thí dụ như kiểu con anh cầm ở trên tay anh review đi, Marizen. Thì tôi sẽ đánh giá tổng tất cả những mùi hương mà tôi đã được trải nghiệm qua của nhà này, có thể nói là full rồi. Thứ nhất đó chính là nếu như các bạn đang có cái xu hướng là nghĩ mùi hương của Born to Stand Out là làm mùi, đặt tên nó có sự liên concept liên hệ với nhau, có nghĩa là kiểu theo đúng nghĩa đen ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên từ bỏ. Tại vì dù gì mấy ông Hàn Quốc này cũng có cái xu hướng là kiểu chơi chữ giống như người Việt và kiểu nghĩa bóng nghĩa đen, thế nên là để cho các bạn đoán được cái ý đồ của những nhà làm hương. Nhưng mình phải nói đó chính là những sáng tạo của Born to Stand Out về cơ bản ở trên góc độ người chơi thì các bạn sẽ không thấy rằng là hoàn toàn bộ các sáng tạo nó quá là wow. Nhưng mà ở trên mức độ người dùng, các bạn đang dần dần muốn tìm một thương hiệu để thoát ra khỏi cái phân khúc designer quen thuộc, thì đây là một trong những nhà để các bạn có thể khởi đầu, một trong những cái cửa để các bạn có thể đẩy vào để khám phá cái phân khúc niche và indie, nhưng không bị sợ rằng nó tát cho các bạn vào mũi và bật ngửa chừa về sau. Tại vì tôi có nhiều ông em chơi nước hoa cùng cũng quen, xong rồi thử qua mấy con niche thì bảo ôi đã đắt mà ngửi chả ra gì, em chả xịt được, không có tính ứng dụng thực tế gì cả, thua hết designer. Thì đây là một trong những thương hiệu như vậy. Tôi nói thật chứ ông từ designer mà có ông qua những cái thương hiệu như ở Zoologist chẳng hạn, tôi thật không có mà quay về designer hết. Nhưng đây là một trong những thương hiệu mà các bạn có thể thử qua, rất là ok, một nấc thang rất an toàn để các bạn có thể trải nghiệm mùi nhiều màu sắc, đủ sáng tạo, thiết kế ok, có câu chuyện, có ý tưởng, và đặc biệt là có chiều sâu về mùi hương nữa. Đặc biệt là phải mất công sức để tìm hiểu thêm rằng là mùi hương này nó có sự liên kết như thế nào so với cách đặt tên, câu chuyện ra sao ấy nha, chứ không phải là kiểu mua ào đâu. Và tôi cũng chia sẻ những mùi hương tôi thích của nhà hương này, đó chính là Neroli. Neroli này tôi thích lắm, ảnh chụp cũng đẹp, thương hiệu ảnh chụp ảnh đẹp. Bên cạnh đó thì có Burn Row, bên cạnh đó thì có những cái mùi hương như là con Smoking Gun này tôi cũng thích này. Và đặc biệt có một cái tên mà tôi sẽ làm trong mùa hè năm nay, đó chính là Marizen. Trời ơi, chút hiệu năng còn tốt, các bạn sẽ cực kỳ bất ngờ với em nó đấy, tôi đảm bảo với các bạn luôn. Đây, Marizen mới ra mắt luôn 2024. Đây, em nó với cái nắp màu đỏ luôn, chứ không phải
là cái nắp màu đen như thế này nữa, khác bộ nhau mà. À, các bạn còn nghe thấy cái từ Ambrosinai đúng không? Cái từ này có rất nhiều người đang review, họ chia sẻ rằng đó là một trong những cái chất mà thương hiệu Born to Stand Out sử dụng rất nhiều. Thì cái chất này thực ra thì hiện tại theo như tôi biết là đang có người đăng ký là công ty Sim, tập đoàn hương liệu Simrai cực kỳ nổi tiếng. Và cái chất này thì nó mang tới một cái, đó chính là về nó thúc đẩy cái quá trình khi mà nhiệt độ tăng cao, nó giúp mùi hương tỏa mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào nguyên liệu đó là nguyên liệu gì. Nhưng mà đại khái là thương hiệu khi mà chia sẻ những cái này, mình nghĩ là cũng khá là thú vị. Đó chính là việc mà họ nghiêm túc về cái vấn đề là DNA của tôi là gì, và cái DNA này nó có ý nghĩa như nào. Các ông cũng sẽ thấy rằng là cái chất này, thương hiệu nó, họ sẽ có xu hướng là khuyên các bạn hoạt động xịt vào những cái lúc mà đặc biệt, khi các bạn chạy điền kinh, các bạn nhảy dây, hay là các bạn cưỡi ngựa, bla bla các kiểu đấy. Cái này thì tôi thực sự là tôi chưa kiểm chứng, tại vì tôi cũng ít khi tôi xịt nước hoa vào trước khi đi ngủ, nên là tôi cũng không biết là khi mà đi ngủ chẳng may tôi có một vài hoạt động ở trong mơ thì nó có bám tỏa tốt, nó có tỏa tốt hay không. Thì tôi rất mong feedback của các bạn, nếu như các bạn nào đã từng thử qua nhá, xem là nhiệt độ cao thì có sự bung tỏa nó như thế nào nhá. Bên cạnh đó, những cái sáng tạo của Born to Stand Out dù có là mùa đông hay mùa hè thì cái phần hiệu năng của nó rất là vừa phải, rất là dễ chịu. Mùa hè thì nó cũng có một cái hiệu năng tốt như kiểu Maizen, nhưng các bạn sẽ không lo về vấn đề nó tỏa quá nồng. Hay là mùa đông, các bạn cũng không lo về vấn đề là mùi ngoài cái việc nồng ra thì nhớ đâu hiệu năng nó kém. Họ làm rất là vừa vặn, rất là chỉn chu, nên là dù các bạn lựa chọn, chỉ cần lựa chọn đúng mùa, đúng mùi thì các bạn sẽ không lo về cái vấn đề hiệu năng quá nhiều. Đây là một cái điểm cộng nha. Trừ một vài mùi như kiểu Dirty Dry, họ phải, các bạn hiểu concept của họ, các bạn phải hiểu những cái mà họ truyền tải. Còn đa phần những cái mùi của họ thì kiểu dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và đến thời điểm hiện tại thì Born to Stand Out đang được phân phối những cái size 50 và những cái size set để cho các bạn có thể thử mùi tại Haymart. Thì các bạn có thể xem cái phần thông tin mình sẽ để ở phía dưới. Và có lẽ là video này sẽ kết thúc ở đây. Thời gian tới thì chắc chắn rằng là Born to Stand Out sẽ đổ bộ thị trường mạnh mẽ hơn, tiếp cận với nhiều người hơn. Nên là mình cũng làm cái video này sớm để giải mã về cái thương hiệu Born to Stand Out, tại sao lại nổi tiếng ở Việt Nam trong cái thời gian qua như vậy, và đặc biệt là cái mùi Dirty Ride. Và đương nhiên trong thời gian tới thì cũng sẽ làm nhiều mùi hơn, nhưng mà trên góc độ của tôi, thời gian tới khi mà họ đẩy mạnh truyền thông thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy có vô vàn nội dung review khác nhau. Và các bạn hãy coi mỗi nội dung là một trong những cái góc nhìn để các bạn có thể xem, các bạn đúc kết, các bạn rút ra những cái điều, xem mùi hương đấy nó có phù hợp với các bạn không. Mình vẫn ưu tiên một cái điều rằng đó là hãy nâng cao trải nghiệm của cá nhân. Tất cả review chỉ là một góc nhìn, kể cả dù có là kênh của mình, một kênh mà các bạn đang cho rằng nó uy tín, hãy tin vào chiếc mũi của bạn, sau đó mới đến những kênh review khác. Đấy là quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Thì rất mong các bạn nào đã trải nghiệm qua thương hiệu này rồi, các bạn hãy cho thêm một góc nhìn bằng những bình luận, những chữ viết rất là ngắn gọn ở phía dưới. Hoặc là những ông nào thích viết dài, tôi ok hết, tôi duyệt hết cho các ông. Đó. Còn nếu như bạn đang lăn tăn thì hy vọng video này giúp cho các bạn. Và chúng ta cùng nhau tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.